Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, trong số những người lên Jerusalem thờ phượng Thiên Chúa có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philip-phê người Bethsaida miền Galilê và xin rằng: Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu. Ông Philip-phê đi nói với ông Andre. Ông Andre cùng với ông Philip-phê đến thưa với Chúa Giêsu. Đức Giêsu trả lời: Đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật thầy bảo anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phụng sự thầy thì hãy theo thầy. Thầy ở đâu, kẻ phụng vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin tôn vinh danh cha. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: Ta đã tôn vinh danh ta, ta sẽ còn tôn vinh nữa. Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: Đó là tiếng sấm. Người khác lại bảo: Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy. Đức Giêsu đáp: Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giêsu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, tin mừng hôm nay Chúa Giêsu muốn nói về cái chết và sự phục sinh của Ngài bằng cách một câu chuyện dụ ngôn về hạt lúa mì rơi xuống đất. Và Ngài kết một câu: Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ được sự sống đời sau. Chúng ta nghe có vẻ mâu thuẫn. Tại sao mình lại ghét bản thân mình được? Tại sao mình lại phải hủy mình đi được? Trong khi đó đạo mình là đạo yêu thương. Vâng, theo tự nhiên chúng ta cảm thấy ai cũng yêu mến bản thân mình cả. Nhưng bởi vì sao? Bản thân mình là tội nhân, là sự xấu xa, đã phản nghịch lại với ân sủng cứu độ của Chúa. Đó là hậu quả của tội lỗi đấy. Vì vậy mà Chúa muốn dùng hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất để dạy chúng ta một bài học. Ai từng làm ruộng thì biết rồi đấy. Khi mà nhà nông thu hoạch lúa thì bao giờ cũng tích vào kho cất đi. Đó là thu hoạch. Nhưng mà chẳng có nhà nông nào để hạt lúa mãi trong kho cả. Phải làm cách nào đó cho sinh lợi lên. Một là bán đi lấy gạo ăn, hai làm sao thì phải gieo tiếp mùa tới. Chúng ta tự cảm nhận hạt lúa được gieo vào đất như thế nào. Hạt lúa khi được ông chủ gieo vào, ai làm nông thì biết rồi đó, phải ngâm làm ma. Khi mà hạt lúa được gieo, được ngâm vào nước thì nó mát, nó khỏe, nó sướng lắm. Mà bao nhiêu ngày tháng nóng ở trong kho, bây giờ được ông chủ ngâm xuống nước thích quá. Nhưng mà ông chủ ngâm quá tay xào đó, để rồi căng cái vỏ ra, nứt trong đau đớn. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta ngập lụt trong ăn uống chơi bời, cảm thấy hạnh phúc cuộc đời quá. Nhưng mà khi ăn xong rồi sao? Nứt ra trong cuộc đời đổ bể. Nó không phải là cái gì là niềm vui vĩnh cửu. Thế rồi nó cứ tưởng rằng ông chủ ghét nó. Chưa hết đâu nha, ông chủ còn quăng hạt lúa xuống bùn nữa. Nó mới nghĩ rằng lạy Chúa, đời tàn rồi, xuống bùn là tận cùng rồi. Trong lúc thất vọng đó, hạt lúa mới làm sao? Mới bục lên cái rễ, cái cây, cái mầm. Lạ không? Trong cuộc đời chúng ta vậy, đôi khi đứng trước thất vọng, chúng ta mới thấy chân lý.
mới thấy sự sống. Còn nếu chúng ta cứ bám víu vào nhiều thứ đó, chúng ta tưởng là nó là tất cả, nhưng không phải vậy đâu. Viện hạt lúa đã dạy chúng ta một bài học thứ nhất: đau khổ là định luật tự nhiên. Phải nói thẳng như thế thôi. Chúng ta có khoa học, chúng ta giỏi giang, có đủ điều kiện để chạy bệnh, chữa bệnh, điều đó tốt lắm. Nhưng mà phải chấp nhận sự thật. Tôi ví dụ thế này, trong lĩnh vực tình cảm đi. Khi mà bố mẹ nào chẳng thương con, khi nó bé nhỏ rồi gọi dạ bảo vâng như con bé này này, đó, rất ngoan phải không ạ? Ngồi ghế đầu nữa chứ. Nhưng với thời gian lớn lên rồi, chúng ta thấy con cái mình nó đi xa dần. Rồi làm sao tới ngày gả chồng cho nó. Và cảm giác người mẹ thì sao? Buồn hay vui? Bà mẹ làm đàn mẹ chồng chưa? Khi con gái mình lấy chồng thì bà mẹ buồn hay vui? Buồn. Lạ vậy chứ. Đúng ra phải mừng trăm năm hạnh phúc thì người mẹ lại gả con gái đi cảm thấy buồn. Bởi sao? Có nhiều người mẹ nói thưa ra giống như là mất con vậy đấy. Vâng, cái cảm giác đó là cảm giác bị nứt vỡ trong cái tình cảm đấy, mà nó là định luật cuộc sống. Nhưng nếu người mẹ chỉ lo vun quén cho mình mà quên đi rằng nó làm dâu người ta rồi, thì lại vô tình dẫn tới hậu quả bất hạnh cho con gái. Phải vun đắp nó về nhà chồng, chấp nhận sự thật. Thế mà một số bà mẹ lại cứ vun đắp cho bản thân mình, nó là con gái của tôi, đụng tí là hạt ngọc của tôi. Thế là dẫn đến một hậu quả không hay. Rồi trong tương quan sức khỏe, chúng ta thấy tuổi trẻ nó cũng khỏe mạnh, thành công. Nhưng phải nói sẽ tới lúc chúng ta dừng trước những đổ bể, mỏi gối chân trồn, đau nhức. Lúc đó cần sự chăm sóc lắm. Vợ chồng nâng đỡ nhau rất quý, nhưng chúng ta phải chấp nhận sẽ tới lúc nó bỏ rơi mình. Dù mình có lôi cuốn, có gọi điện thoại, có nhiều cách để mà nó ở bên cạnh mình, nhưng chẳng đứa nào ở mãi đâu. Nó có phần riêng, nó có hạnh phúc, nó có gia đình riêng của nó. Bố mẹ không thể níu kéo mãi được. Và lúc đó thì sao? Vợ chồng gắn bó đấy, giờ sẽ có kẻ trước người sau. Đó không phải là cái gì là ai phũ phàng hay là phản bội gì đâu. Thực tế nó phũ phàng vậy đó. Hạt lúa mà. Rồi trong lĩnh vực kinh tế tài chánh cũng vậy. Ai mà chẳng lúc lên voi rồi sẽ có ngày sao? Xuống chó. Có lúc đầy bàn tay rồi có lúc thì sao? Trắng tay đi vay mượn. Cuộc đời như vậy đấy. Vậy thì chính Chúa Giêsu đã từng nếm cảm như bài đọc 2 trong thư Do Thái. Ngài là Thiên Chúa, Ngài cũng phải học sự vâng lời với thân phận con người nghèo. Rồi Ngài cũng tập chấp nhận đau khổ, thiệt thòi mất mát, bị kết án và chết trên thập giá. Và Ngài đã trở nên một hạt lúa đầu tiên mang lại sự phục sinh. Đó chính là cái bài học cho chúng ta thấy rằng là đau khổ trong cuộc đời lẽ tất nhiên là hậu quả của tội rồi. Thứ hai là gì? Định luật của cuộc sống tự nhiên nó là như thế. Và thứ ba là gì? Chúng ta có đức tin hay không? Đây chính là sức mạnh để chúng ta cân bằng tâm hồn. Nếu chúng ta chỉ sống theo những giá trị trần gian, theo lương tâm của tôi là ổn đấy, thực sự ra nhiều lúc cũng khó xử lắm. Như bài đọc 1 chúng ta thấy nghe nói rằng là Chúa ghi vào lương tâm chúng ta cái luật tâm hồn đấy. Nhưng mà những lúc chúng ta cũng không hiểu hết được, những lúc cũng không thể nào giải bày tất cả những khó khăn bên nhà chồng, bên nhà vợ được. Chính lúc đó chúng ta phải chấp nhận sự thật và lương tâm mình sống bằng đức tin. Đây chính là cái cốt lõi mà tin mừng chúng muốn nói chúng ta. Chính đức tin này mới làm cho hạt lúa được phục sinh. Chúng ta cũng vậy. Khóc vì con khóc vì chồng khóc vì thất bại tất nhiên phải khóc đấy. Nhưng ăn thua là mình sống đức tin làm sao để cái khóc đó có giá trị đời đời. Còn nếu chúng ta chỉ khóc với tự nhiên, oán giận rồi trách mắng thì nó cũng chẳng giải quyết được gì cả. Vì vậy chúng ta phục vụ Thầy, theo Thầy là Chúa Giêsu đó, thì chúng ta mới thấy rằng là Chúa Giêsu ở đâu chúng ta sẽ ở đó. Mà đa phần thì sao? Hỏi có muốn lên thiên đàng không? Ai cũng muốn lên thiên đàng. Mà vác thập giá không? Từ từ con suy nghĩ. Đó là bản tính tự nhiên.
Thôi điều đó với thân phận yếu đuối trong mùa chay, giáo hội muốn kêu gọi chúng ta hãy nhẫn nại trong đau khổ như hạt lúa mì. Thứ hai, hãy vững lòng tin trong thử thách. Và điều này sẽ giúp chúng ta với niềm tin vững vàng đó, giá trị đời đời sẽ là điều chắc chắn với những ai trung thành sống với tin mừng của Đức Kitô. Vì vậy, trong đám tang bao giờ chúng ta có một lời trong cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Tôi xin báo cho anh chị em biết một tin buồn. Đó, có nghĩa là với cái người Công giáo chúng ta dù có chết chăng nữa vẫn có hy vọng rằng chúng ta sẽ được sống lại. Và đây chính là niềm vui phục sinh mà giáo hội đang hướng tới. Mọi người chúng ta hãy sống trong hy vọng. Amen.